Chào các em, hôm nay chúng ta lại được gặp lại nhau trong video công nghệ số của ngày hôm nay. Trong video hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cách các em ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2. Đến với nội dung đầu tiên trong tiết ôn tập này chính là chương trang phục và thời trang. Trong chương 3 này, bài đầu tiên các em đã đi và tìm hiểu các loại vải sợi thường dùng trong may mặc. Đối với bài này, các em cần nắm được cho cô về nguồn gốc và tính chất của ba loại vải sợi. Vải sợi đầu tiên đó chính là vải sợi thiên nhiên, vải sợi thứ hai, vải sợi hóa học, vải sợi thứ ba, vải sợi pha. Nội dung thứ hai trong chương 3 các em cần nhớ đó chính là bài trang phục. Các em hãy nêu cho cô khái niệm trang phục là gì, vai trò của trang phục trong cuộc sống hàng ngày, các loại trang phục mà các em thường gặp, và cách lựa chọn trang phục như thế nào để phù hợp được với đặc điểm của bản thân và tính chất công việc. Ngoài ra, các em cần nắm được cách sử dụng và bảo quản trang phục đúng cách để giúp cho trang phục có thể được sử dụng lâu hơn, bền hơn và đẹp hơn. Ngoài ra, nội dung cuối cùng trong chương 1 các em cần nắm đó chính là thời trang. Tương tự như bài trang phục, các em cũng phải nêu được khái niệm về thời trang là gì và vai trò của thời trang đối với đời sống con người. Từ đó hình thành được phong cách thời trang của bản thân mình yêu thích, lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm cá nhân của bản thân mình, phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình. Đến với nội dung thứ hai trong tiết ôn tập này, đó chính là đồ dùng điện trong gia đình. Trong chương 4 này, chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Nội dung đầu tiên là sử dụng đồ dùng điện trong gia đình. Trong phần sử dụng đồ dùng điện trong gia đình, chúng ta đã đi học tìm hiểu về ba loại đồ dùng cơ bản. Đồ dùng đầu tiên, bàn ủi. Đồ dùng thứ hai, đèn led. Đồ dùng thứ ba, máy xay thực phẩm. Đối với ba đồ dùng này, các em nên nhớ về cấu tạo và thông số kỹ thuật, nguyên lý làm việc và cách sử dụng của ba loại đồ dùng đó. Sau khi đã tìm hiểu về cấu tạo cũng như là nguyên lý làm việc của ba đồ dùng trên, thì các em sẽ tìm hiểu về cách lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm điện để giúp cho gia đình chúng ta đỡ kinh phí trong quá trình sử dụng điện. Nội dung thứ hai cần quan tâm trong chương này đó chính là an toàn điện trong gia đình. Các em sẽ nêu ra các nguyên nhân gây ra tai nạn điện. Từ các nguyên nhân gây ra tai nạn điện đó, các em sẽ nghĩ ra một số biện pháp an toàn khi mà chúng ta sử dụng điện. Về phần thứ hai, các em cần lưu ý trong nội dung kiểm tra học kỳ 1, đó chính là cấu trúc ra đề. Cấu trúc ra đề sẽ có hai nội dung. Nội dung đầu tiên đó chính là một phần tự luận. Phần tự luận sẽ chiếm 6 điểm. Phần trắc nghiệm sẽ chiếm 4 điểm. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các em các câu hỏi tự luận. Về phần trắc nghiệm sẽ có trong đề cương, nội dung sẽ trải dài xuyên suốt từ chương 3 và chương 4, như phần tóm tắt cô vừa nêu. Đến với câu hỏi đầu tiên trong nội dung ôn tập. Cho hai bàn lạc khô có chức năng như nhau, nhưng chỉ khác nhau về thông số kỹ thuật. Bàn lạc khô thứ nhất có điện áp định mức là 220V, công suất định mức là 1200W. Bàn lạc khô thứ hai có điện áp định mức là 220V và công suất định mức là 1300W. Câu A, để tiết kiệm điện năng, em sẽ mua loại bàn lạc khô nào về sử dụng và giải thích vì sao? Đối với câu hỏi này thì tương đối đơn giản. Chúng ta sẽ lựa chọn bàn lạc khô thứ nhất. Vì sao lựa chọn bàn lạc đó? Thì các em có thể thấy được về phần thông số kỹ thuật, công suất định mức của bàn lạc khô thứ nhất sẽ thấp hơn bàn lạc khô thứ hai. Do công suất bàn lạc khô thứ nhất thấp hơn nên sẽ dẫn đến tình trạng tiết kiệm điện hơn so với bàn lạc khô thứ hai. Câu B, trong quá trình là quần áo,
Nếu tạm dừng, em cần làm gì với bàn là? Trong quá trình mà chúng ta tạm ngưng khi mà chúng ta đang ngủi quần áo, thì việc đầu tiên khi em cần phải nhớ đó chính là đặt bàn là dựng đứng và mũi nhọn hướng lên trên để tránh tình trạng các em úp để bàn là xuống vào trên áo thì nó sẽ gây hiện tượng cháy quần áo của chúng ta. Nếu chúng ta không dựng đứng bàn là lên thì chúng ta phải đặt bàn là vào đế cách nhiệt để tránh làm cháy quần áo hoặc làm cháy cầu là. Các em lưu ý chúng ta chỉ đặt mặt đế bàn là vào đế cách nhiệt để tránh tình trạng đế không tỏa nhiệt qua các vật kim loại khác dẫn đến tình trạng bỏng khi chúng ta chạm vào. Câu hỏi thứ hai, em hãy nêu nguyên nhân gây ra tai nạn điện và một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện. Như các em có thể thấy được, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng tai nạn điện đó chính là chúng ta tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện hoặc vật bị nhiễm điện. Nguồn điện ở đây có thể là dây điện trần bị đốt, hoặc là các dây điện bị đốt ra, hoặc là dây điện trần mà chúng ta dùng tay trực tiếp, chúng ta chạm vào, hoặc những vật bị nhiễm điện như những một số đồ dùng khi chúng ta xài lâu ngày, nó sẽ có hiện tượng rò rỉ điện qua bên ngoài. Nếu tay chúng ta trực tiếp chạm vào những đồ dùng đó thì nó sẽ gây ra tình trạng bị điện giật. Ngoài nguyên nhân đầu tiên thì chúng ta có nguyên nhân thứ hai, đó chính là chúng ta vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện cao thế và trạm biến áp. Nguyên nhân thứ ba là chúng ta đến gần khu vực dây dựng điện bị đốt rơi xuống vùng đất ẩm ướt, hoặc đến gần khu dựng điện có điện cao thế vừa bị đốt và rơi xuống đất. Thì để khắc phục được tình trạng trên thì các em có thể lắp đặt các ổ điện ngoài tầm với của trẻ và che chắn ổ điện khi chưa sử dụng. Biện pháp thứ hai là chúng ta nên thường xuyên kiểm tra dây dựng điện và đồ dùng điện trong nhà để tránh tình trạng bị rò rỉ điện qua bên ngoài, đảm bảo an toàn cho chúng ta khi sử dụng. Biện pháp thứ ba là chúng ta sử dụng đồ dùng điện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Biện pháp thứ tư, không đến gần nơi có biển báo nguy hiểm về tai nạn điện, như là các cột, biến áp hoặc là các trạm tụ điện. Biện pháp cuối cùng là tránh xa những khu vực có dây dựng điện bị đứt rơi xuống đất. Đến với câu hỏi thứ ba, khi em gặp một bạn bị điện giật, em sẽ hành động như thế nào để cứu bạn? Đây là một câu hỏi tình huống. Thì việc đầu tiên khi mà các em bắt gặp trường hợp đó, thì các em phải ngắt ngay nguồn điện ngay lập tức, tách nguồn điện ra khỏi người nạn nhân, tiến hành sơ cứu người bị điện giật, sau đó gọi cứu thương và đưa người bị điện giật tới bệnh viện. Câu hỏi thứ tư cũng là một câu hỏi về tình huống. Khi phát hiện dây dựng điện của đèn bàn học bị hư hỏng lớp vỏ cách điện, em nên xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn điện? Thì việc đầu tiên chúng ta nên làm là không được sờ vào dây dựng điện đó. Đặc biệt, các em không nên tự ý sửa chữa vì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân mình. Chúng ta nên báo cho ba mẹ hoặc người lớn trong gia đình biết để sửa chữa để đảm bảo an toàn trong quá trình chúng ta sử dụng. Đến với câu hỏi thứ 5 cũng là câu hỏi cuối cùng trong nội dung môn tập của ngày hôm nay. Em hãy nêu nguyên lý làm việc của bàn là và đèn led. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với nguyên lý làm việc của bàn là. Như các em có thể thấy, để bàn là có thể hoạt động được thì việc đầu tiên chúng ta phải cấp điện cho bàn là. Sau khi chúng ta đã cấp điện cho bàn là xong thì chúng ta sẽ bắt đầu xoay bộ điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp với vị trí của loại vải mà chúng ta cần ngửi. Sau khi chúng ta đã điều chỉnh nhiệt độ xong, thì lúc này dòng điện sẽ được truyền tải qua dây đốt nóng, làm cho dây đốt nóng nóng lên. Khi dây đốt nóng nóng lên, hơi nóng sẽ truyền tải tới đế bàn là, làm cho bàn là nóng lên. Bàn là sẽ tự động ngắt hoặc đóng dòng điện truyền qua dây đốt nóng.
để giữ nguyên nhiệt độ của bàn là luôn ổn định, có giá trị nhiệt độ đã đặt trước đó. Tương tự với nguyên lý làm việc của bàn là, thì đối với nguyên lý làm việc của đèn LED thì việc đầu tiên chúng ta cũng cần phải làm đó chính là cấp điện cho đèn. Sau khi chúng ta đã cấp điện cho đèn LED thì bộ nguồn trong đèn LED sẽ bắt đầu biến đổi nguồn điện cung cấp sao cho phù hợp với điện áp sử dụng của đèn, và từ đó sẽ truyền dòng điện đến bản mạch LED. Khi bản mạch LED nhận được dòng điện thì sẽ làm cho đèn phát ra ánh sáng. Các em lưu ý, khi mà chúng ta sử dụng đồ dùng điện thì chúng ta nên hạn chế sử dụng đồ dùng điện đặt gần ở những nơi dễ gây cháy nổ hoặc đặt trực tiếp dưới nắng mặt trời cũng như ở nơi có nhiệt độ quá cao. Khi mà chúng ta muốn vệ sinh đồ dùng điện thì chúng ta nên vệ sinh khô, không nên vệ sinh bằng những đồ khăn ướt hoặc giấy ướt. Về nhà, các em làm cho cô các câu hỏi trắc nghiệm trong đề cương và học 5 câu hỏi tự luận để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối học kỳ sắp tới. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Cô chào các em.